Hôm nay thì mình sẽ đến với cái video về chủ đề đó, chính là những cái phí khi mà anh em tham gia giao dịch ở trên Binance Future. Đây thì mình sẽ trình bày gồm ba cái loại phí. Thứ nhất là phí giao dịch Binance, cái thứ hai là phí funding rate, và thứ ba là phí khi mà mình bị thanh lý lệnh. Đầu tiên là phí giao dịch trên Future thì phí giao dịch có nghĩa là khi mình thực hiện một cái giao dịch thì mình phải trả cái khoản phí đó. Ở đây giao dịch trên Binance Future thì nó sẽ có hai cái loại phí giao dịch, đó chính là phí khi mà mình mở lệnh và phí khi mình đóng lệnh. Ở đây để mà phân biệt thì nó sẽ chia ra hai cái mức phí giao dịch. Thứ nhất là phí của maker thì nó sẽ tính là 0.02%. Maker có nghĩa là những cái người mà tham gia tạo lập thị trường, tức là khi mà mình sử dụng những cái lệnh như là lệnh giới hạn hoặc là lệnh stop limit, thì khi mà khớp lệnh thì mình được tính là maker, thì mình sẽ trả cái phí là 0.02%. Còn một cái phí mức phí thứ hai là phí tracker, cái phí này sẽ tính cao hơn là 0.04%. Thì mình là tracker khi mà mình sử dụng những cái câu lệnh đặt theo cái giá thị trường. Ví dụ như mình chọn cái lệnh thị trường thì nó sẽ khớp cái câu lệnh của mình ngay lập tức, thì mình sẽ lấy đi cái thanh khoản trên cái số lệnh của sàn. Vì vậy thì mình được gọi là khi mà mình lấy đi cái thanh khoản thì mình được gọi là tracker, thì mình phải trả cái phí cao hơn. Anh em thấy ở đây khi mà mình vô trong giao dịch Binance Future đó thì nó sẽ có cho mình những cái loại lệnh như lệnh giới hạn này, lệnh thị trường và lệnh stop limit. Ở đây khi mà mình chọn cái lệnh thị trường để mà mình giao dịch thì anh em thấy được là khi mà mình chỉ cần mình mở lệnh long hoặc short thì lúc này á thì cái lệnh của mình nó sẽ khớp ngay lập tức. Nó sẽ khớp ngay lập tức, tức là nó sẽ lấy đi cái thanh khoản của thị trường ở trên cái số lệnh này. Đó, tức tức là mình đang là đóng vai trò là taker, thì lúc đó khi mà lệnh của mình nó khớp như vậy thì mình sẽ bị tính một cái mức phí theo taker, tức là mình sẽ bị tính là phí là 0.04%. Trong trường hợp mà mình đặt cái lệnh theo cái lệnh giới hạn này hoặc là lệnh stop limit thì khi mình đặt lệnh giới hạn như vậy này, đó thì mình đặt lệnh giới hạn như vậy thì cái lệnh của mình á, giả sử như đây mình long thì lệnh của mình nó sẽ nằm trong cái cửa sổ chờ khớp lệnh này, tức là lệnh này nó sẽ đưa vào cái số lệnh này, cái số lệnh ở trên sàn này, tức là mình đang đóng vai trò là mình đang là cái người mà tạo lập thị trường và cung cấp thanh khoản cho sàn. Vì vậy khi mà cái lệnh này nó khớp á thì mình sẽ phải trả một cái mức phí, mình đóng vai trò như là một cái maker, cái người mà tạo lập thị trường. Vì vậy là mình sẽ bị tính cái mức phí nó thấp hơn là 0.02%. Đó rồi, cái phí giao dịch này thì nó sẽ tính theo cái số lượng lệnh mà mình đặt. Đây ví dụ như mình tính ở đây là cái số lượng lệnh của mình là 19 đô thì nó sẽ lấy 19 đô này, nó nhân cho cái phí giao dịch là 0.02%. Đó thì nó sẽ ra cái phí giao dịch mà mình phải trả. Loại thứ hai đó chính là cái phí funding rate, đó chính là cái phí mà định kỳ mình phải trả cho những cái lệnh long hoặc lệnh short. Cái loại funding rate này thì nó sẽ dựa trên cái chênh lệch mức giá giữa bên hai cái thị trường là thị trường spot và thị trường future. Thì nó sẽ chức năng của cái funding rate này thì nó sẽ giữ cho cái giá của bên spot và future nó gần với nhau. Người ta sẽ dựa vào cái giá trị của cái funding rate này cộng với cái vị thế long hoặc short mà mình đang mở. Thì một là mình là trader thì mình phải trả cái phí, hoặc là mình sẽ nhận được cái phí funding rate này, nó dựa vào giá trị của funding rate cộng với cái vị thế của mình. Đầu tiên nếu như mà cái chỉ số funding rate này nó là một cái số dương á, thì điều này có nghĩa là khi mà mình mở lệnh long thì mình phải trả cái phí funding rate này cho lệnh short. Ngược lại khi mà funding rate này nó là số âm thì nếu mình mở lệnh short thì mình phải trả funding rate cho bên long. Phần rate này thì nó sẽ được sang Binance, nó tính mỗi một 8 giờ trong một ngày thì nó sẽ tính một lần, và một ngày thì nó sẽ có 3 lần nó tính vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 23 giờ theo giờ Việt Nam. Ở đây anh em thấy khi mà mình vô cái giao diện của sàn nó sẽ có một cái phần funding và đếm ngược. Funding đó chính là cái chỉ số funding rate của mình đang đề cập. Ở đây nếu anh em thấy ở đây là cái số dương, có nghĩa là 0.0059% này. Khi mà nó mà là số dương ấy, thì khi mình mở lệnh long thì mình phải trả cái phí funding này cho bên short. Cái đồng hồ đếm ngược này có nghĩa là nó đếm tới cái lần tính funding tiếp theo, nó cứ tới 7 giờ, 15 giờ và 23 giờ thì nó sẽ tính một lần như vậy. Nếu như ở đây mình chọn cái cặp giao dịch khác thì anh em sẽ thấy ở đây nó sẽ có những cái mức phí funding rate khác nhau.
nó có những cái cặp nó sẽ có phân rate, nó có số âm ở đây. Là ví dụ như cái cặp này đi. Đó thì điều này có nghĩa là bên short, khi mình mở lần short thì mình phải trả phí funding này cho bên long. Đó, có nghĩa là cái này thì nó sẽ được hai cái vị thế đối lập với nhau, nó sẽ trả phí cho nhau chứ không, cái này không phải là cái phí của sàn. Đó, cái phí này là cái phí của tùy theo cái vị thế của mình. Đó thì nếu như mình trả phí và mình treo của lần của mình càng lâu thì cái mức phí này nó càng ngày nó càng nó lấy đi cái số tiền mà mình đặt lần đó. Đó, nó sẽ lấy đi nếu như mình treo lần càng lâu. Thứ ba thì mình sẽ có phí thanh lý. Tức là khi anh em mở một lần long, khi kỳ vọng của anh em là khi mình mở lần long thì giá nó sẽ tăng, nhưng mà nếu như mà giá nó đi ngược lại đến một cái ngưỡng giá nào đó mà khi cái số tiền ban đầu, ký quỹ ban đầu của mình nó giảm về không thì lần của mình nó sẽ bị thanh lý. Ví dụ như khi anh em long ở 20 ngàn mà giá nó giảm về 15 ngàn thì lần của mình sẽ bị thanh lý. Khi mà bị thanh lý đó thì anh em sẽ bị thêm một cái phí, nó gọi là cái phí thanh lý. Cũng tương tự như vậy, khi mà mình mở lên short mà mình thấy giá nó tăng lên tới một cái ngưỡng giá, ví dụ như mình nói mình short ở 20 ngàn mà giá nó tăng lên 24 ngàn thì mình cũng sẽ bị cái thanh lý lần đó, và mình cũng sẽ bị thu một cái loại phí là phí thanh lý lần. Ở đây phí thanh lý lần này thì khi mà mình bị thanh lý thì hệ thống nó sẽ thu cái phí của mình để mà nó gửi vào cái quỹ bảo hiểm của sàn Binance. Mức phí thanh lý thì nó sẽ tùy từng cặp giao dịch thì nó sẽ dao động từ 0.5 đến 2,5%. Ở đây để anh em xem được cái thông tin về những cái phí thanh lý đó thì mình vô trong cái phần thông tin, mình chọn vào cái phần là quy tắc giao dịch ở đây. Ở trong này thì nó sẽ cung cấp cho mình là cái cặp giao dịch với cái mức phí thanh lý như thế nào ở đây. Ở đây ví dụ như mình có cặp Bitcoin USDT thì mình sẽ thấy cái phí thanh lý ở cái cột này thì nó sẽ là 1.5%. Tùy theo cặp, ví dụ như BCH USDT thì nó sẽ là 1%. Đó, cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái cặp mà mình giao dịch. Ở đây anh em thấy mình có đề cập đến một cái vấn đề, đó chính là cái quỹ bảo hiểm của sàn Binance. Thì cái quỹ bảo hiểm này nó chính là cái cơ chế giúp cho nó bảo vệ những cái trader. Đầu tiên là những cái trader phá sản, thì khi mà phá sản thì nếu như mà không có cái quỹ này đó thì cái tài khoản của mình sẽ bị âm, mình sẽ bị nợ tiền của sàn. Nhưng mà nếu như nó có cái quỹ bảo hiểm này thì khi mà mình bị thanh lý đó thì cái tài khoản của mình sẽ bị giảm về không mà thôi, mình không phải trả thêm cái phí nào khác nữa. Và cái quỹ bảo hiểm này nó cũng sẽ đảm bảo được là cái vị thế đối lập của mình, tức là cái bên thắng lần đó thì nó cũng sẽ dùng cái quỹ này để nó trả cái lợi nhuận cho bên thắng. Mình sẽ có cái ví dụ này để anh em hình dung được là cái quỹ bảo hiểm của Binance. Ở đây thì anh em sẽ mở một lần long với cái giá của Bitcoin lúc này là 20.000 và số lượng lần của nó là 10 Bitcoin, thì với cái số lượng này nó rất là lớn. Giả sử như khi mà giá Bitcoin là về 15.000 thì nó sẽ Binance nó sẽ thử sử dụng một cái lần, nó sẽ tự động nó thanh lý cái tài khoản, tự động nó thanh lý cái lần của mình. Thì cái lần thanh lý tự động này thì nó sẽ có cái cơ chế, đó chính là nó sẽ khớp lần một phần và nó sẽ hủy cái phần còn lại. Nếu như mà cái vị thế đối lập của mình đó, mà nó đủ số lượng mà lần của mình đó, thì nó sẽ thanh lý toàn bộ. Còn nếu như mà nó không đủ thì nó sẽ chỉ thanh lý một phần thôi và nó sẽ hủy cái phần còn lại. Trong trường hợp này mình lấy ví dụ là cái số lượng 10 Bitcoin này nó rất là lớn, và khi mà nó tới cái giá là 15.000 đô thì lúc này cái số lượng này nó quá lớn, nó chỉ khớp được một cái phần lần là 9 Bitcoin thôi thì nó sẽ hủy cái phần một Bitcoin nó còn lại. Thì trong trường hợp mà giá nó giảm xuống đến cái vùng là khoảng là 14.500 á, thì lúc này là mình nếu như mà mình bị thanh lý ở đây thì cái tài khoản của mình sẽ bị âm. Đó, do cái mức mà mình thanh lý là mình chỉ có thanh lý ngang cái mức là 15.000 thôi. Đó, khi mà mình tới 15.000 thì mình đã bị âm cái tài khoản của mình nếu như mình thanh lý 10 bit rồi. Đó. Mà trường hợp hiện tại vì do là nó không có cái vị thế đối lập để mà mình động lần thanh lý, vì vậy là lúc này là mình sẽ bị dư ra cái phần còn lại, nó bị hủy đi thì mình sẽ bị dư ra một bit. Thì với cái cơ chế là sao nó sẽ có cái quỹ bảo hiểm như vậy, thì cái một bit này thì nó sẽ tiếp nhận cái một bit này để nó thanh lý ở một cái mức giá nó thấp hơn. Thì lúc này thì mình sẽ bị thu một cái khoản phí thanh lý khi mà mình bị thanh lý cái số lần này, còn cái phần còn lại đó thì Binance nó sẽ tiếp nhận và nó sẽ thanh lý ở một cái mức thấp hơn. Thì cái phí mà mình bị thu do khi mà mình bị thanh lý lần thì nó sẽ chuyển vào cái quỹ của Binance. Cái quỹ này thì nó sẽ đảm bảo được là cái vị thế đối lập của mình đó, khi mà nó còn lại thì nó sẽ sử dụng cái tiền trong quỹ này nó trả lại cho cái vị thế đối lập của mình. Thì thực ra thì để mà tránh cái tình trạng mà bị thanh lý này thì anh em phải lưu ý là khi mà mình giao dịch đó, thì mình phải luôn luôn nhớ là mình phải đặt lên stop loss, mình phải đặt trên cái mức giá thanh lý để mà tránh trường hợp khi mà
Nó tới cái mức giá thanh lý thì mình sẽ bị thu thêm một cái loại phí nữa. Cái này điều này nó không có đáng khi mình tham gia mình giao dịch như vậy đó, thì mình phải bị thu phí nhiều hơn. Đó thì để mà tránh thì mình phải đặt lên stop loss, luôn luôn mình nhớ như vậy. Thêm một phần nữa đó chính là nếu anh em muốn mà mình giảm được cái phí giao dịch đó, thì ở trên Binance nó sẽ có một cái tính năng, đó chính là mình sẽ sử dụng Binbi để mình trả cái phí giao dịch. Thì anh em giúp mình vô cái trang chủ của sàn Binance ở phía dưới cùng thì mình sẽ có cái phần hỗ trợ ở đây cho qua cái phần phí giao dịch. Ở trong này thì anh em sẽ thấy được là nó sẽ có những cái mức phí giao dịch cho mình, có cái thông tin giao dịch cho mình để mình biết được là nó sẽ có cái mức phí như thế nào. Ở trong đây thì trong cái sàn Binance với cái phần là hợp đồng tương lai này, USDT, USDM này này, đó USDM này này, thì nó sẽ cho mình biết được là cái mức phí giao dịch của mình là bao nhiêu đối với cái vai trò là maker và taker này, là 0.02 và 0.04%. Thì để mà giảm phí giao dịch đó thì mình phải sử dụng cái đồng BNB này, mình phải mua đồng BNB, sau đó mình sẽ chuyển vô BNB vô trong cái ví của future đó để mà mình bật cái tính năng này lên, để thì nó sẽ giảm cho mình 10% cái phí giao dịch. Ví dụ như đây là 0,02% thì nó sẽ giảm cho mình 10% của 0,02 này. Đó thì mình sẽ còn là 0.018% và 0.036% mà thôi. Ngoài ra thì ở đây anh em thấy được là khi mà mình giao dịch với cái khối lượng giao dịch của mình trong 30 ngày mà đạt đủ cái mức của nó thì nó sẽ giúp mình giảm thêm cái phần phí giao dịch nữa. Ở trong đây này, trong cái phần là hợp đồng tương lai USDM này. Đó thì mình sẽ phải giao dịch, nếu như mình muốn mình giảm cái phí đó thì mình phải, một là mình phải giao dịch đủ cái khối lượng của nó, hoặc là mình phải giao dịch với cái cặp là với cái cặp coin là BUSD này này, thì nó sẽ giảm thêm cho mình cái phần là phí giao dịch. Rồi xin cảm ơn anh em đã dành thời gian để mà xem video. Nếu thấy những thông tin trong video của mình hữu ích thì giúp mình một like và một sub để ủng hộ kênh, cũng như là cập nhật thêm nhiều cái video mới.